Chào các bạn nhá, mời các bạn trở lại với kênh của ông Vĩnh Vlog nhá. Nay mời các bạn đi xem tao lên cái gì nhá. Hôm nay có cái gì thú vị nhá các bạn. Hôm nay là nhà thằng em trai mình nó có khai trương cái quán bia. Mùa hè đến thì nó mở quán bia để khai trương. Thì mời các bạn đi theo chân mình vào đấy để ta xem coi có những cái thứ gì nhá. Mời các bạn đi theo vào chờ bắt đầu đến chuẩn bị đến quán rồi các bạn ạ. Hôm nay rất là đông khách các bạn ạ. Xe máy tới kia kìa, tới chỗ cái gốc cái cây kìa. Đây đậu bên ngoài xe máy đấy, cho sẵn ra đây. Bên mẹ đi không có làm cái làng hoa chúc mừng. Thôi mày đi thì làm làng hoa dưới không mày không? Rồi, mời các bạn đi theo chân mình nha. Mời các bạn đi theo chân mình nha. Xin chúc mừng ở đây là trước quán đấy các bạn. Để các bạn đi chân mình trước quán rồi. Đây các bạn ơi. Chào các bạn, đây là quán bia của đấy. Xin quay tí nhá các bạn ơi. Đây đây chủ quán nhá các bạn. Ra từ được mời các bạn đi ra tham quan nhà. Xin chào. Chào mừng các bạn ơi, đến khoảng trên 6 giờ thì mới có khách đông các bạn ạ. Bây giờ hôm nay anh em nó có xin chào các bạn nhé. Xin chào các bác. Xin chào các bác nhá. Cho chào các bác. Chào anh em. Chào bà. Rồi. Chào các bác ạ. Rồi quay chút xíu nhá. Mời các bạn đi theo chân mình coi vào bếp coi có những cái món gì nhá các bạn ơi. Trong đây mời các bạn vào bếp đây xem coi những thứ gì các bạn ạ. Đây các đầu bếp tay điêu luyện này. Các món xào chiên này. Đấy. Rồi tủ ngoài này nhá, ngăn đá tủ ngoài này. Đấy. Có này. Con toàn nó đi. Đấy, ốc rồi các kiểu luôn. Nam ơi. Nam. Ốc bàn trờ.
con này là nhà hàng này có nhiều rượu lắm các bạn ạ. Này táo mèo này các bạn này, rồi đinh lăng Việt Nam này. Đấy, rồi. Nói chung là mình không biết được các loại thứ rượu các bạn ạ, đủ các loại rượu. À, có một cái này. Cái khu này quá đẹp các bạn ạ. Đây có cả ao nha các bạn ơi. Mong các bạn thông cảm với nhạc ở nơi đấy, khu này là view rất đẹp các bạn ạ. Đây, mong các bạn đi ra ao nha, để xem khu view này là nhà bếp. Đấy, quán nhìn rất lịch sự. Bạn ơi, quán này. Khu này là khu quán nhé các bạn. Các bạn đấy, thưởng thức bia bung. Khu này là ngoài khu ao các bạn ạ. Đi theo chân mình ra cái khu xem ao nhé. Ngay quán có cái view rất đẹp luôn các bạn. Đấy. Khu này view rất tuyệt vời. Hồ này là nó có một cái cầu để đi ra ao nhé các bạn. Đây là hôm nay thằng em trai mình nó khai trương cái quán bia các bạn ạ, thì mong các bạn đến ủng hộ nhé. Đường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa nha các bạn. Đấy, thì quán này các bạn ơi, chúng mình vào bây giờ vào để anh em mình thưởng thức nha các bạn. Tối với đông nha. À, quả tối với đông à, vâng. Giờ họ mới bắt đầu đi làm đây. Đây muốn tuần nên là
cảm ơn các bạn ạ. Đấy, xe đây các bạn ơi. Hôm nay khách đến rất đông, khoảng tầm tiếng rồi là khách đến kín luôn bãi rồi các bạn ạ. Đây nhà quán với nhà thằng Yên đấy, trung tâm mong các bạn đến ủng hộ của thằng em nhá. Tầm chiều đến các bạn đi làm xong rồi qua chạy qua đến ủng hộ em trai mình các bạn ạ. Đấy, bây giờ cảnh xe cộ các kiểu, bây giờ là khách bắt đầu từ từ đến nhá. Riêng rất đẹp. Nhạc nó hơi ồn các bạn ạ. Ừ. Quá ồn nhạc. Quay cả. Đấy vừa đi ra đây quay hết xe luôn mà. Quay giới thiệu khách mai khách người ta đi làm đến người ta ủng hộ. Tập chiều đến mời các bạn là sang ủng hộ. Các em cỡ 5 giờ hôm nay là mùa hè này cứ đi làm 5 giờ về là các bạn qua sang ủng hộ các em. Quay ra mai là nó có chứ. Này là cái khu gì nhỉ? Cái này là cái đường vô đây là đường gì? Nguyễn Cao. Đường Nguyễn Cao hả? Lam Sơn đúng không? Các bạn ơi, từ đường chính Lam Sơn chạy vào hẻm khoảng tầm đường Nguyễn Cao khoảng tầm 200 mét các bạn ạ. À, đến quán của bia của anh em ở đây mai mốt anh em đến ủng hộ nhá. Chào tất anh em. Chào anh em nhá. Bây giờ thì các bạn kênh gì kênh ông Vĩnh Vlog. Ông Vĩnh Vlog. Ông Vĩnh Vlog. Đây là anh trai cả nhà em. Anh ông đến đang anh đầu luôn. Hôm nay bảo thế em có cái anh cả với em cũng cách nhau cách hai mấy tuổi nhỉ? 30 tuổi chứ cái con út các bạn. Ông bà mắn gớm nhỉ. Dạ. Là hôm nay em út là 30 ba mấy tuổi. Tôi hôm nay nó con Minh năm nay mới bao nhiêu? Nên là các bạn tôi này tôi đi trong cũng chúc mừng anh em thế nào mời anh em thôi thì cũng đến đây hôm nay là em khai trương cái quán bia thì thôi thì cũng chúc mừng anh em đấy nhá. Thôi thì cũng là chúc mừng cái gì chẳng mấy khi đấy mong anh em cứ chiều đến ủng hộ là được rồi. Thôi nhưng mà em rồi còn được ngồi đấy. Cảm ơn chú nha, cảm ơn cô nha.
Bên kia mình lấy chưa? À, anh em cứ dùng đi nhá. Rồi đi quay tí cho nó có cái khí thế. Các bạn ơi, hoa đến để chúc mừng đây các bạn, rất nhiều nha, nhiều hoa đây các bạn thấy không? Chúc mừng tí là văn nghệ này. Đông có những cái món gì rồi à, để có những món gì để giới thiệu nào các bạn ơi. Bây giờ là mới tạm thời là ẩm thực là nhà hàng nó quá đông cho nên là thôi, cái rồi là cũng mới thứ nhất là lạc này và bánh da này, dưa này, còn món kia thì chưa có các bạn ạ. Cũng làm ấy là lãng hoa nhỉ, à, bảo lấy điện nữa lấy lãng hoa. Nghe đây cậu ơi, giờ mới bắt đầu mà chưa có khách mà lên đi. À chưa mà anh đã quay video mà chưa, mới được có mấy bàn thôi mà lên đi. À đang lên quay mấy cái ẩm thực các cái đồ ăn cái tí thôi mà. À, lên hết rồi. Nhìn hoa rất đẹp các bạn. Đấy, nhìn khách đi toàn có hoa không. Đây là cái này. Đây luôn cho nó vui. Gọi đi. Đúng rồi, mai mốt là ghi theo số từ thứ tự. Đây là bánh trà nha các bạn ơi. Thế này là rác hay hết đấy các bạn nhỉ. Cái món này là rác hay hết đấy các bạn ạ. Mình cũng chưa. Thank you.
tôm nhá. Món đậm này, mắm tôm này, đậm nước là ngon nhá. Mời mọi người nhá. Đây các bạn ơi, đây là đậu chiên này, chấm mắm tôm này, đây dưa leo này các bạn này, đây trứng này, trứng rất chiên nhá, ngon. Chiên đam mơ, thịt chim nhá các bạn, hến, món hến giúp bánh gà này, đây là đậu phộng, bánh gà các bạn ạ. Ho cái gì mà ho. Dạo bắt chảy nước mắt. Trứng chiên lam mơ tuyệt vời luôn các bạn ạ. Mời các bạn nhá. Món này nhá. Món gì đây? Chim, chim. Chim à. Chim à. Đây là món chim quay này. Mời các bạn. Chim chảy nhá. Chim chảy, chim chảy. Chim chảy, chim chảy. Chim chảy, chim chảy. Quay ra. Ôi, cái món này là đá cái món gì đây nhá. Quần sàng. Để giới thiệu. Ăn tuyệt vời đấy. Em ké con kia đây nhá. Hai tí đâu. Cái bản tí là đang vèo bụng. Món chim này rất là ngon. Chim, món chim ngon lắm. Các bạn ơi, mình thử miếng mực xào ở nhà hàng nha các bạn nha. Tôi cảm thấy sao? Ấy, rồi rồi các bạn ơi. Nào. Tuyệt vời các bạn. Đang quay à? Ừ, đang quay. Đang quay. Đưa nào. Đấy nhìn cái chỗ bên đấy thôi. Mình là lắp bò gà. Đây là nhân viên mọi người ơi. Cái lắp của mình là lắp bò gà. Nói chung là quá tuyệt các bạn ạ. Đồ uống bia quá tuyệt. Sơn, cả Bình Sơn, Thanh Hóa,
muốn thưởng thức cái món này thì đi về theo cho chị. Đây là rau mực mọi người ơi, món tuyệt vời. Công nhận quay cái số hoa kia lên rất đẹp các bạn ạ. Hoa này tất cả các khách quý đến để chúc mừng mấy người em nhá. Đây này. Bạn đang còn tí nữa người ta đi đến các bạn ạ. Giờ này cũng đang khách em bắt đầu đến gần. Rồi. Tiếp viên nhà hàng đây các bạn ạ. Thôi bây giờ chào khán giả nha. Thôi bây giờ video mình cũng xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để mình có động lực để lần sau mình làm cho các bạn xem. Xin chào các bạn này, xin chào nha.